tại thành phố Đà Nẵng, một đối tượng nghi ngáo đá liên tục chửi bới, la hét vừa bị công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà khống chế thành công và đưa về trụ sở làm việc. Đối tượng được xác định là Ngô Văn Hiếu, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tại hiện trường số 95 Thạch Lam, công an phường Phước Mỹ ghi nhận toàn bộ đồ đạc đã bị Hiếu đập phá ném ra ngoài. Đồng thời, Hiếu liên tục la hét, cầm dao và bóng đèn tuyếp múa may, cố thủ trong phòng ngủ. Sau nhiều giờ vận động thuyết phục và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường Phước Mỹ phối hợp với công an quận Sơn Trà tổ chức ập vào, khống chế đối tượng trong sự chống trả quyết liệt. Được biết, Hiếu nằm trong diện quản lý của địa phương, từng đi cai nghiện nhiều lần mới về không lâu, thì lại tiếp tục tái phạm. Qua test nhanh, Hiếu dương tính với chất ma túy và được hoàn tất hồ sơ tiếp tục đưa đi cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện bắt buộc của thành phố.